Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm, khai cuộc, chung cuộc đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, tôi xin hạnh được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một ván cờ rất hay, hấp dẫn, chất lượng, gay cấn và kịch tính đã diễn ra tại giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc mùa giải 2020. Đây là ván cờ được tổ chức vào buổi sáng ngày 13 tháng 1 năm 2021 tại Thượng Hải Kỳ Viện trong khuôn khổ của vòng thi đấu thứ 2 tại Giáp Tổ Bảng Nam. Trận đấu này là một trận đấu gặp gỡ tư hùng rất thú vị và đáng xem giữa hai kỳ thủ nằm cùng biên chế của đội tuyển Hàng Châu và được coi như là gà nhà đá nhau. Một bên đó là ngoại tinh lai khách Vương Tiên Nhất, cao thủ số 1 đương thời và cũng là đương kim vô địch của giải đấu. Và một bên đó là tượng kỳ đại sư sinh năm 1998 tên là Quách Phục Đạt, cũng là một người đồng đội thân quen với Vương Tiên Nhất trong đội. Tuy nhiên, vì đây là tính chất của một giải đấu cá nhân, vì vậy đường ai người đấy đi sẽ không có chỗ cho sự hòa hoãn và khoan nhượng. Các kỳ thủ đều phải hết sức nỗ lực cho việc tranh đoạt vinh quang và vòng nguyệt quế. Theo luật thi đấu thì hai kỳ thủ sẽ phải giáp chiến lần lượt với nhau qua các hình thức cờ chậm, cờ nhanh và cờ chớp sinh tử. Trước khi trận đấu bắt đầu thì toàn bộ người hâm mộ và giới chuyên môn không hề mảy may hoài nghi gì về khả năng đi tiếp của ngoại tinh lai khách Vương Nhất trước tiểu tướng Quách Phục Đạt, bởi một lý do là Vương Nhất đang đạt một phong độ rất cao và ổn định sau khi đã chiến thắng trở về từ Thâm Quyến với chiếc vô địch của giải thi đấu cờ tướng bằng thành bôi lần thứ hai. Và Vương Nhất đã đến Thượng Hải với một tâm thế của một nhà vô địch. Anh ta đã vượt qua vòng 1 một cách khá dễ dàng trước tượng kỳ đại sư Tô Đật Dương của tỉnh Giang Tô. Trong khi đó thì tiểu tướng Quách Phục Đạt cũng đã thể hiện được tài nghệ của mình với việc đánh bại được hạ môn công tử Trần Hoàng Thịnh, kỳ thủ đã từng giành ngôi Á quân Trung Quốc vào mùa giải 2018. Và lá thăm may rủi đã đưa đẩy hai kỳ thủ đã phải đường hẹp giao tranh đụng độ với nhau ngay ở trận chiến vòng 2. Quách Phục Đạt cũng là một cái tên cũng khá nổi tiếng, mặc dù chỉ là một dự bị của đội tuyển Hàng Châu, nhưng anh đã khiến cho rất các fan hâm mộ của đội tuyển Hàng Châu đi đến ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Có rất nhiều trận Quách Phục Đạt thi đấu dưới sức mình, nhưng có nhiều trận Quách Phục Đạt đã thi đấu một cách rất thăng hoa và làm khó được các cao thủ tuyến trên. Và một ví dụ điển hình minh họa đó là tại giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2017 ở Giang Tô, thì khi đó Quách Phục Đạt đã xuất sắc đánh bại được Thục Sơn thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng, cao thủ số 2 của Trung Quốc, và tiễn kỳ thủ này phải ra về ngay ở vòng đấu đầu tiên. Trận đấu này đối với Vương Tiên Nhất tưởng như là một trận đấu dễ dàng khi gặp một đối thủ dưới cơ. Tuy nhiên đây là một sự trải nghiệm hết sức là đáng nhớ của ngoại tinh lai khách khi hai bên phải giáp chiến với nhau hơn 4 tiếng đồng hồ, trải qua các trận chiến trường kỳ ở cờ chậm và cờ nhanh đều bất phân thắng bại. Vì vậy họ buộc phải tử chiến với nhau trong một trận thi đấu thứ 3, đó là một cuộc cờ chớp sinh tử để phân định thắng thua. Ở ván cờ chớp sinh tử thì Quách Phục Đạt sẽ là người cầm quân đỏ đi tiên với thời gian là 6 phút tinh đi 3 giây, nhưng lại phải chịu một áp lực tâm lý cực kỳ khủng khiếp, đó là phải chấp hòa cho Vương Tiên Nhất với thời gian là 4 phút tinh đi 30 giây. Tiểu tướng Quách Phục Đạt đã vào trận một cách đầy tự tin, hăng hái với sự tập trung cao độ. Anh ta đã quyết định đẩy binh để hình thành nên thế khai cuộc. Tiên nhân chỉ lộ rất là thịnh hành và phổ biến. Đây là loại hình thuộc về trường phái thăm dò và được đại bộ phận các kỳ thủ phong trào và chuyên nghiệp hiện nay rất ưa dùng. Để đối phó với tiên nhân chỉ lộ thì có rất nhiều những cách thức đa dạng khác nhau. Bản thân ngoại tinh lai khách Vương Nhất rất sở trường thiện nghệ với đòn đánh đó là tốt để pháo phi hữu tượng. Tuy nhiên thì trong bối cảnh năm 2020, Vương Tiên Nhất cũng đã dành rất nhiều thời gian để chuyên tâm nghiên cứu về một hệ thống đối phó mới, đó là đòn đối binh cuộc, và đã từng đem ra áp dụng thử nghiệm thành công trên thực chiến và đã thu về khá nhiều hiệu quả. Và lần này trong cuộc chiến với người đồng đội thân quen là tiểu tướng Quách Phục Đạt thì Vương Nhất vẫn không hề ái ngại, lập tức đem tân chiêu để mang ra sử dụng. Bên đen quyết định cũng đẩy tốt, hình thành lên thế đối binh cuộc. Sau lớp cờ binh 7 tấn 1 của đối phương, Quách Phục Đạt đi cờ khá nhanh, lập tức biến trận hình thành nên thế tiên nhân chỉ độ chuyển liệm pháo. Bên đỏ pháo 2 bình 3, bên đen tượng 3 tấn 5, bên đỏ mã 2 tấn 1, bên đen mã 8 tấn 7, bên đỏ xe 1 bình 2, bên đen xe 9 bình 8, bên đỏ xe 2 tấn 4,
bên đen pháo 8 bình 9 bên đỏ, xe 2 bình 4 bên đen mã 7 tấn 8. Như vậy là qua những nước cờ đầu tiên, các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng là ngoại tinh lai khách vương nhất đang sử dụng một đòn đánh cũ. Đây là nước bi rất là biến hóa và độc đáo mà anh ta đã từng dùng để giành chiến thắng trước Trung Nguyên kiếm khách Uông Dương trong cuộc so đọ tại giải đấu bằng thành bôi lần thứ 2. Khi đó thì Uông Dương đã có sự ngỡ ngàng và đã dính trận của Vương Nhất khi Vương Nhất đã tung ra một chiêu thức phi đao cấp tiên khá hay, đó là đòn phế tốt bảy. Nhưng Quách Phục Đạt là kỳ thủ mà có sự chăm chỉ một cách rất là cần mẫn. Anh ta có lẽ đang nghiên cứu kỳ phổ của Vương Nhất rất là kỹ càng trước khi trận đấu bắt đầu. Vì vậy, ở trận đấu này, Quách Phục Đạt quyết định đi một chiêu thức rất rắn giỏi, đó là lướt đi xe 4 bình 2 để chặn mã. Nếu như Quách Phục Đạt mà đi theo hướng của Uông Dương nhảy mã 8 tấn 7 thì lúc đó bên đen sẽ có thời cơ để tung đòn phế tốt bình 7 tấn 1 rồi đạp mã xuống đường biên đuổi xe, ép đối thủ phải chạy xe 3 bình 4, sau đó thừa cơ hội để lên mã 2 tấn 3 để chấn chỉnh đội hình. Và cuối cùng thì bên đen sẽ lại có thể cướp tiên được bên đỏ với những đòn đánh rất là hay ở phần chung cuộc. Về sau thì Uông Dương đã phải thua chi mà đối đầu với cả Vương Tiến Nhất. Trở lại với cả cuộc chiến giữa Quách Phục Đạt và Vương Nhất trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 2 tại Giáp Tổ Bảng Lam, kỳ thủ trẻ đã không đi lướt cờ của Uông Dương mà anh ta quyết định đi lướt cờ gây khó dành cho Vương Nhất, đó là xe 4 bình 2. Lúc này đây thì Vương Nhất cũng lương theo tình thế, lập tức sử dụng đòn đánh tuần hà pháo, pháo 2 tấn 2 bảo vệ mã với mục tiêu tiếp theo, đó là pháo 9 bình 8 để kích xe. Bên đỏ mã 8 tấn 7, bên đen mã 2 tấn 3. Như vậy để ưu tiên cho việc hình thành nên thế trận cân bằng ở hai cánh, bên đen đã quyết định đi lướt cờ mã 2 tấn 3 để chuẩn bị sau này cơ động ra xe. Đây là lướt cờ nói về trạng thái tâm lý rất là cẩn thận và chặt chẽ của Vương Nhất. Bởi dù sao đi nữa thì kể cả Quách Phục Đạt là kỳ thủ được đánh giá là kém cơ hơn so với Vương Nhất khá nhiều, nhưng đây là một cuộc chiến cờ chớp sinh tử, mọi thứ đều có thể xảy ra trong chớp mắt. Nếu như ngược lại bên Vương Nhất mà có thể thảnh thơi hơn, anh ta có thể đi lướt cờ theo mưu đồ ban đầu dự kiến, đó là lướt đi pháo 9 bình 8 thay vì thủ pháp mã 2 tấn 3, khi đó buộc bên đỏ phải chạy xe, sau đó thì bên đen sẽ cất mã xuống đường biên cướp tiên rồi hình thành lên một thế trận rất là ổn định. Đến đây thì hai bên sẽ so đọ đường trường và thắng bại chưa biết về tay ai. Trở lại với thực chiến của ván cờ, Vương Nhất đã đi lướt cờ mã 2 tấn 3 một cách rất cẩn thận. Bên đỏ binh 1 tấn 1 và bên đỏ cũng lập tức chờ đợi thời cơ bằng thủ pháp đấm binh biên để lấy căn xe, đồng thời là rộng đường mã 1. Lúc này thì Vương Nhất quyết định sĩ 4 tấn 5 củng cố trận địa, bên đen pháo 8 bình 9, bên đỏ pháo 9 bình 8, bên đỏ buộc phải chạy xe rồi. Như vậy là bên đỏ sẽ phải đi lướt cờ xe 2 bình 6. Và giờ chúng ta hãy xem khả năng cướp tiên đoạt thế của ngoại tinh lai khách sẽ ra sao. Lúc này nếu như bên đen mà để cho bên đỏ ra xe trước thì rõ ràng là con pháo trên hà của bên đen sẽ phải loay hoay để xử lý. Cho nên Vương Nhất quyết định chọn giải pháp đó là tiên hạ thủ vi cường. Anh ta đã quyết định tấn công ngay, pháo 2 bình 5 vỗ pháo mặt chiếu để lợi dụng tình huống ra xe nhanh hơn so với đối phương. Sau lúc cờ xe 1 bình 2 của bên đen, bên đỏ lúc này cần phải suy nghĩ đến cục diện một cách thông thoáng nhất. Bởi vì các bạn thấy rằng đây là một trận đấu cờ chấp sinh tử, bên đỏ phải chấp hòa cho bên đen được. Và nếu như để cho đối phương đi lướt cờ xe 2 tấn 6 tiếp theo để chuẩn bị đè mã cánh trái của mình, thì thế trận toàn quân của bên đỏ sẽ ở trạng thái rất là đông cứng và bế tắc, cực kỳ khó phát triển đường công. Cuối cùng thì kỳ thủ trẻ quyết định đi một lướt cờ nhẫn nhịn, đó là xe 9 bình 8, mời đấu con xe cánh phải cực khỏe của Vương Nhất để có thể tiện bề, sau này có thể vây giáp vào cánh quân lộ phải của bên Vương Tiến Nhất. Sau thủ pháp này đến lượt bên đen đi, bên đen quyết định cũng đi một lướt cờ chờ đợi thời cơ, đó là xe 8 tấn 1, bởi vì Vương Nhất quan sát chất địa cho rằng là tam tử xe pháo mã của mình đang dẫm đạp với nhau ở lộ 8, con xe mà không di chuyển vào chiến địa thì sẽ kém phân hơn so với cả bên đỏ. Và nhờ lướt cờ xe 8 tấn 1 của Vương Nhất thì bên đỏ đã có lấy lại được thời cơ bằng lướt cờ 38 tấn 7 và đã không thiệt hại gì về số lướt đi. Bên đen xe 8 bình 6, bên đỏ tượng 7 tấn 5, bên đen pháo 5 bình 1. Như vậy là Vương Nhất quyết định là cố gắng đấu hòa với đối phương khi mà rời con pháo ở trung lộ tương đối là yếu điểm để chuyển sang đường biên dọa đấu con pháo lộ 9 cực khỏe
của Quách Vũ Đạt. Con pháo lộ 9 của bên đỏ sau này sẽ là con pháo mà lăm le để rình rập, chuẩn bị ăn tốt đường biên, sau đó phản thế đánh vào cánh phải của bên Vương Thứ Nhất. Chính vì vậy Vương Nhất muốn tiễu trừ đi Hoàng Hoàng. Và lẽ dĩ nhiên kỳ thủ Quách Vũ Đạt với tinh thần cầu thắng, anh ta sẽ không thể đổi pháo trong tình huống này. Bên đỏ lập tức pháo 9 bình 8 lần thứ 2 nhẫn nhịn để chờ đợi chiến cơ. Bên đen lại pháo 1 bình 2 chặn pháo, bởi vì sợ đối phương là tấn pháo kỵ hàng, sau đó có những thủ pháp đấm binh để bắt chết pháo. Và lúc này thì Quách Vũ Đạt bắt đầu mở mặt trận tấn công mới bằng một đường đi rất tích cực, đó là thủ pháp xe 6 tấn 2. Mục tiêu là tiến vào trận địa của bên đen để chuẩn bị tư thế xe 6 bình 7, ăn tốt đè má và đưa tốt 7 của mình vượt sông. Nếu như anh ta mà vội vã lốt nóng đi ngay nước cờ binh 3 tấn 1 với mục tiêu là chuẩn bị nhằm vào tượng yếu lộ 7 của đối phương để oanh kích, khi đó Vương Nhất sẽ có thời cơ thăng xe lên hà để trợ chiến. Giả sử như bên đỏ ăn tốt qua thì bên đen sẽ có thời cơ pháo 2 bình 7 rất là kịp thời vừa bắt. Bên đen tiếp biến mã 1 tấn 2, bên đỏ chạy xe nhòm pháo ép đối phương phải chạy pháo, sau đó có thời cơ giật pháo về cửu để chuẩn bị luôn vào lộ 8 bắt mã của bên đỏ. Khi đó bên đen sẽ ở trạng thái khai cục rất là man ý và thành công. Hình cờ này là hình cờ cực kỳ là khó thắng dành cho Quách Phục Đạt. Chính vì hiểu được cái căn cơ như vậy cho nên kỳ thủ trẻ sinh năm 1998 của đội tuyển Hàng Châu đã quyết định đi nước cờ khai thông bằng nước đi rất là hay, đó là xe 6 tấn 2 tiến vào trận địa, buộc bên đen phải xử lý nước cờ xe 6 bình 7 của bên đỏ. Và Vương Nhất quyết định đi nước cờ pháo 8 tấn 1 để kích xe. Tuy nhiên nước cờ pháo 8 tấn 1 kích xe của Vương Nhất không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Bên đỏ vẫn có nước cờ dự trữ, đó là xe 6 tấn 2, để chuẩn bị là làm khó và quấy phá một cách dữ dội vào cánh phải mỏng manh của Vương Nhất. Bởi vì con xe của Vương Nhất vẫn đang thấp vị, chưa thể lên hà để bảo vệ cho quân mình. Và các bạn thấy rằng con xe của bên đỏ đã tiến thẳng sâu vào trận địa của bên đen, chuẩn bị tư thế bình 7 hoặc bình 8 rất là khó khăn. Lúc này đây thì Vương Nhất quyết định đi nước cờ pháo 8 thoái 2. Và ý đồ sau này là để chuẩn bị tư thế là có thể tiến xe lên để đuổi xe tranh tiên. Bên đỏ không hề bỏ qua cơ hội, lập tức xe 6 bình 8 nhòm pháo của đối phương và ép cho Vương Nhất phải cao xe lên để đỡ pháo. Và bên đỏ lập tức xe 8 thoái 1 vừa bắt kịp thời chạy pháo, đồng thời truy bắt mã tranh tiên. Đến đây thì Vương Nhất buộc phải thủ rồi, xe pháo 8 tấn 1 chưa có khả năng để phản công về phía đối phương. Sau thủ pháp này thì đến được bên đỏ đi. Lúc này tình hình đã bắt đầu sáng lên dành cho tiểu tướng Quách Phụ Đạt, người đồng đội của ngoại tinh đai khách. Thời điểm này do cánh quân bên tay trái của Quách Phục Đạt có kết cấu khá là đẹp, đặc biệt là chiến xe của bên đỏ đã kiềm tỏa được hệ thống quân lực phò mã của bên đen, cho nên Quách Phục Đạt sẽ có nhiều cơ hội để tấn kích về phía đối phương. Thực chiến thì anh ta đã đi lướt cờ binh 7 tấn 1 qua sông để gây nhiễu trận địa của bên đen. Nhưng nếu suy nghĩ một cách sâu xa hơn thì ở thời điểm này Quách Phục Đạt đã bỏ lỡ một cơ hội tấn công rất dũng mãnh về phía đối thủ. Cụ thể là thay vì lướt cờ binh 7 tấn 1, Quách Phục Đạt có thể nghĩ đến phương án tác chiến nhanh hơn, đó là lướt đi tả mã bàn hà, mã 7 tấn 6 phi mã lên trên hà để bắt xe, buộc đối phương phải bình xe qua để có thể chặn mã. Lúc đó bên đỏ sẽ có thời cơ để xông tốt qua sông để có thể dùng đòn phế trước đoạt sau, đang dọa bắt xe bắt pháo, buộc bên đen phải xe 4 tấn 1, sau đó thẳng đường tốt 7 tấn 1 bắt mã. Và đến đây thì các bạn thấy rằng là bên đỏ có thể ăn lại được mã thủ của đối phương, làm cho trận địa phòng ngự của bên đen đã yếu đi, rồi thừa cơ đoạt lấy hàng tốt, chiếm được tốt đầu. Hình này là hình mà chuyển tàn, rõ ràng bên đỏ đã lợi thế hơn hai đầu binh và vị trí quân lực khá đẹp. Đây là cơ hội khá là tốt để cho Quách Phục Đạt có thể đánh bại được Vương Nhất ở giai đoạn cơ tàn. Thực tế thì Quách Phục Đạt đi nước cờ binh 7 tấn 1 qua sông cũng không phải là không chấp nhận được. Đây là thủ pháp đang bắt quân trực tiếp của bên đối phương, ép cho bên đen phải tốt 3 tấn 1, sau đó anh ta mới nhảy mã 7 tấn 6 để liền mạch tấn công, đang đuổi cả xe lẫn pháo, buộc lòng bên đen phải chạy xe 6 tấn 1 để bắt lại cây. Và lẽ dĩ nhiên nếu như bên đỏ mà ăn mã sang pháo thì sẽ bị đối phương là bình xe qua lộ 2 và bỏ trước đoạt sau, và hình thế của bên đỏ sẽ cực kỳ là khó chịu. Cho nên Quách Đạt không thể đi nước cờ mã 6 tấn 8 ăn pháo được, mà buộc phải đi nước cờ
mã 6 tấn 7 nhảy mã vào bịt đường mã của đối phương đang dọa lớp cờ xe 8 thoái 2 ăn pháo. Hình cờ này là hình cờ buộc lòng bên đen lại phải vất vả chạy pháo, pháo 2 tấn 1 và bên đỏ lập tức điều động quân lực pháo 8 bình 9 chuẩn bị oanh kích vào đường biên của đối phương. Đây chính là ý đồ để tam tử quy biên của tiểu tướng Quách Phục Đạn. Sau lớp cờ pháo 8 bình 9 khá là hung hiểm của bên đỏ, nếu để bên đỏ thực hiện được lớp cờ đi pháo 9 tấn 4 rồi pháo 9 tấn 3 là lập tức thế trận của bên đen sẽ vạn phần nguy lan. Cho nên vừa Vương Nhất quyết định là điều mã về để phòng ngự đang mở đường để bắt xe, buộc đối phương phải ghim xe xuống. Sau đó anh ta giật pháo về để hình thành nên thế pháo gánh phòng thủ từ xa trận địa tam tử quy biên của bên đỏ. Lúc này đây thì bên đỏ không còn gì để mất, buộc lòng phải tấn công. Và Quách Phục Đạn đã thực hiện ý đồ pháo 9 tấn 4 tấn công rất mạnh mẽ vào cánh phải của bên đen. Trận địa của bên đen đang bắt đầu có nguy cơ lung lay dễ vỡ. Hình thế tiếp theo buộc lòng Vương Nhất phải thủ bằng lớp đi pháo 2 bình 1 để chặn trước ý đồ pháo 9 tấn 3 của Quách Phục Đạn. Nếu để cho bên đỏ thực hiện được ý đồ đâm vào rác thì chắc chắn là bên đen sẽ thua ngay. Sau lớp cờ này, Quách Phục Đạn quan sát trận địa đã đi lớp cờ phải nói là rất sắc sảo và cao tay. Đó là thủ pháp binh 3 tấn 1 cực kỳ là vi diệu. Hình cờ này là hình cờ khiến cho trận địa của bên đen bắt đầu phải trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu như bên đen mà tiện tay đi lớp cờ binh 7 tấn 1 ăn qua thì các bạn thấy rằng con tượng lộ 7 đã bắt đầu bị con pháo lộ 3 soi từ xa và bên đỏ chỉ cần thực hiện ý đồ là pháo 9 bình 5 là có lẽ sẽ khép lại trận đấu ở đây. Bởi vì sao? Lúc này bên đỏ đang bắt cục đối phương ở lộ tượng 7. Nếu như đối phương mà lên tượng đấy, hoặc là đối phương không lên tượng hoặc là đi nước khác thì vẫn sẽ bị lướt cờ đó là mã 7 tấn 5 đập vào tượng là dọa lướt cờ lưỡng chiếu là thua ngay. Đấy. Còn nếu như mà không lên tượng mà có rẽ tốt qua chẳng hạn và rẽ tốt ra thì cũng vẫn bị lướt cờ đó là mã 7 tấn 5 rất nguy hiểm. Tượng mà ăn lên thì sẽ bị lướt cờ pháo đâm trúng đáy là cục ngay. Đấy, cho nên là các bạn thấy là đòn đánh mà nhập trung pháo của bên đỏ cực kỳ là lợi hại. Vì vậy là tuyệt nhiên Vương Nhất sẽ không thể đi phương án đó là binh 7 tấn 1 để ăn tốt lộ 3 của đối phương được. Mà thực chiến là anh ta phải nghĩ một cách khác để có thể hòa hoãn thế công của đối thủ. Và trên thực chiến thì Vương Nhất đã đi lướt cờ mã 8 tấn 9. Cắt mã xuống đường biên để bắt pháo để mở rộng đường pháo của mình hơn và tìm cách để luồn lách con mã này vào trận địa của bên đỏ. Bên đỏ vẫn giữ lại biến hóa bằng nước đi khá thâm trầm và sâu sắc, đó là thủ pháp pháo 3 thoái 1. Tình thế của Vương Nhất vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc khi đối phương đang chuẩn bị phục công thế đó là pháo 9 bình 5. Đến đây để tránh những cái đòn đánh nguy hiểm của bên Quách Phục Đạn, Vương Nhất không có sự lựa chọn nào hơn bất đắc dĩ phải nhảy mã để che lại bằng nước đi mã 9 tấn 7. Nhưng thời cơ đã đến với gặp Quách Phục Đạn, anh ta lập tức tiến tốt qua sông một lớp cờ rất là ngoạn mục binh 3 tấn 1 để chuẩn bị hỗ trợ tấn công và vẫn khống chế con mã này từ xa. Hình thế tiếp theo Vương Nhất quyết định xe 6 bình 4 điều xe qua để tử thủ cánh bên của bên mình. Đến đây thì đến lượt bên đỏ đi. Trên thực chiến bên đỏ muốn giữ pháo ở đường biên để khống chế đường về của xe, anh ta mới đi lớp cờ binh 3 tấn 1. Còn nếu như Quách Phục Đạn mà tính toán một cách sâu sắc và khéo léo hơn thì thực chiến bên đỏ vẫn có thể đi lướt cờ phản nhập trung pháo bằng đòn pháo 9 bình 5. Bất chấp việc đối phương có giật xe 4 thoái 2 bắt đôi thì bên đỏ sẽ có lướt cờ mã 7 tấn 9 ăn con pháo trước. Nếu đối phương ăn xe vào pháo sẽ là lướt cờ mã 9 tấn 7 cục ngay, buộc đối phương phải đi lướt cờ đó là vật pháo qua và bên đỏ sẽ có thời cơ rút pháo về và vẫn khống chế được con mã lộ 7, con mã nhảy đi là cục ngay. Và sau này bên đỏ sẽ có thời cơ rất là tốt đó là đấm binh 5 tấn 1 lên để giữ chặt pháo đầu và con mã có thể tung hoành trên chiến địa mã 1 tấn 3 vân vân. Hình này là hình mà bên đỏ sẽ chiếm ưu hơn so với cả bên đen. Trở lại với cả thực chiến của ván cờ thì Quách Phục Đạn đi lướt cờ binh 3 tấn 1 cũng là lướt cờ chấp nhận được để chuẩn bị tiến sát vào hậu cứ quân doanh của bên Vương Nhất. Toàn quân của Vương Nhất đang ở trạng thái bị động và nguy cơ ngoại tình lai khách, Vương Nhất sẽ thất thủ ngay ở vòng thứ 2 và phải chia tay với giải đấu đỉnh cao để có thể thực hiện ước mơ lần thứ 4 đăng quang tại giải cá nhân Trung Quốc đang đến hồi nguy hiểm nhất. Sau lúc đi binh 3 tấn 1 tiến tốt nhập thành của bên đỏ, bên đen quyết định thoái xe về căn cứ để chuẩn bị tư thế bình qua lộ 2 để có thể mời đấu đối phương hoặc có thể ngăn đường sông mã của bên đỏ.
buộc lòng bên đỏ bắt đầu phải nghĩ cách tấn công. Và bên đỏ quyết định tiến tốt thật nhanh, binh 3 tấn 1 để cắt đứt sự chi viện của con pháo lộ 8 của đối phương. Buộc lòng bên đen lại phải dâng pháo lên với ý định là đấu quân để hòa hoãn thế công của bên đỏ. Và lần này thì trong tình thế có lẽ là cận giờ và lực sôi lửa bỏng thì Quách Phục Đạt đã không nhìn thấy một đường đánh cực kỳ là hung hiểm và có thể khiến cho Vương Nhất sẽ phải đảo điên ngay. Trên thực tế thì Quách Phục Đạt đi một lực cờ khá tường minh, đó là mã 7 tấn 9 ăn con pháo để chuẩn bị đổi lấy quân lực của đối phương. Nhưng lực cờ này thực ra lại không hay một chút nào, mặc dù là có thể đấu lại con pháo thủ lộ 8 của bên đen nhưng lại chết con mã chiến của bên mình. Thực ra mà nói thì lợi bất cập hại. Lẽ ra anh ta mà có thể trấn tĩnh hơn mà đi lực cờ cực kỳ hung hiểm, đó là đạp mã vào tượng và phế mã tranh tiên, thì khi đó bên đèn có khả năng thua ngay. Vì lực cờ này, lực cờ đang dọa lực cờ mã 5 tấn 3 chiếu cục, buộc lòng bên đen phải trừ khử con mã này bằng thủ pháp. Ví dụ như là pháo 1 bình 5 thì bên đen sẽ bị mất lại con pháo ở cánh bên. Và các bạn thấy rằng do con tượng này rất yếu mà pháo đang soi rất là mạnh, con tốt này chỉ cần đi 2 nước nữa thôi là bên đen sẽ nguy hiểm cận kề. Bên đen dù có vật pháo lên để phản công thì bên đỏ sẽ có lực cờ pháo 1 tấn 2 bắt chết mã ngay và chuẩn bị nhảy qua sông để chóc tử pháo. Hình này là hình mà Quách Phục Đạt với trình độ của mình thì anh ta có thể chiến thắng được ngoại tình này khách. Như vậy là Quách Phục Đạt đã bỏ lỡ thêm một chiến cơ rất đáng tiếc nữa trong trận chiến cờ chấp sinh tử mà có thể làm lên tên tuổi của tiểu tướng này. Thực tế thì tiểu tướng Quách Phục Đạt đi lực cờ mã 7 tấn 9 cũng không phải là kém, buộc lòng Vương Nhất phải ăn pháo và sau đó Quách Phục Đạt nhảy mã chiếu rồi thoái xe về căn cứ để đấu quân với hy vọng là chuyển về cờ tàn tất thắng. Tuy nhiên thì ở Vương Nhất cố gắng đến cùng không đấu và Vương Thiên Nhất đã lợi dụng được tình thế đối phương phải chạy pháo để có thể tiến xe 1 tấn 1 tạm thời là giải nguy trong giây lát trước con mã chiến vô cùng hung hiểm của Quách Phục Đạt. Tình thế tiếp theo, Quách Phục Đạt vẫn đang tạo ra rất nhiều sóng gió trên chiến trường. Hình cờ này là hình cờ Vương Nhất vẫn thua một đầu binh qua sông và trận địa của Vương Nhất vẫn đang bị kiềm tỏa khóa chặt chẽ, hai đầu má tương đối là kém vị, chưa thể thoát ra được. Bên đỏ lập tức tăng cường tốc độ tấn công bằng nước đi mã 1 tấn 3 để chuẩn bị qua sông để cố kết. Bên đen pháo 1 bình 4, bên đỏ mã 3 tấn 4. Đến đây thì bên đen quyết định dùng pháo đổi mã để giảm bớt áp lực dành cho bên mình. Lẽ ra ở tình huống này mà Quách Phục Đạt mà tự tin ở phần cờ tàn, anh ta có thể dùng nước đi trực tiếp, đó là xe 8 bình 6 ăn xe pháo để mời đấu. Khi đó sẽ dẫn ra trạng thái đó là pháo mã 4 tốt sẽ đấu với cả hai mã bền tượng 3 binh của đối phương. Và với công lực cờ tàn của mình thì Quách Phục Đạt vẫn có khả năng chiến thắng được ngoại tình là cách Vương Nhất. Nhưng có lẽ Quách Phục Đạt cho rằng là công lực cờ tàn của mình chưa đủ hòa hậu để đánh bại được một đối thủ sừng sỏ, cho nên muốn giữ lại nhiều quân và đã đi lực cờ mã 4 tấn 6 ăn pháo và vẫn áp chế được quân lực của bên đối phương. Ngay lập tức thì bên đen ăn mã về tốt đầu để trừ khử hậu binh của bên đỏ. Bên đỏ đâm tốt xuống để trợ công, bên đen phi mã về để bắt mã. Bên đỏ lập tức phải rút mã 6 thoái 5 để chuẩn bị tìm đường mã 5 tấn 4. Và tất nhiên bên đen phải đấm binh 5 để cản trở sự phát triển thế công của bên đỏ. Trong lúc này thì hai bên đang đối kháng và tranh đua tốc độ thời gian cực kỳ là gay cấn và kịch liệt. Hình cờ của bên đen cũng chỉ kém hơn không quá là nhiều. Nhưng Quách Phục Đạt lại tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng, một cơ hội trời cho để có thể đánh bại được ngoại tình là khách Vương Nhất. Anh ta đã đi theo phản ứng, đó là đi lực cờ mã 5 thoái 4 rút về cứ điểm để chuẩn bị mã 4 tấn 3. Đây là lực tính của bên kỳ thủ cờ bên đỏ. Nhưng lẽ ra hình cờ này Quách Phục Đạt mà tinh tế mà nhìn nhận một cách tinh tường và sắc sảo hơn, anh ta có thể trực tiếp đi lực cờ mã 5 tấn 7 ăn tốt của đối phương mà đang đuổi xe. Bên đen tất nhiên không thể tượng 5 tấn 3 chém mã được vì sẽ dính đòn pháo 3 tấn 8 là cục ngay. Cho nên hình cờ này là hình cờ buộc lòng Vương Nhất phải tấn xe lên để bảo vệ chiến địa của mình. Thì bên đỏ sẽ có thời cơ rút lui một cách an toàn, thoái mã về đường biên với tốt làm căn, sau này có thể chuyển xe đi và mã sẽ nhảy vào lộ 8 là cực kỳ là ác hiểm. Và tình huống này là tình huống mà theo diễn biến tiếp theo thì rõ ràng là bên đen sẽ thất thế trước bên đỏ. Kể cả có đấu xe thì các bạn thấy rằng sau khi đấu xe xong thì bên đỏ hình thành nên thế cờ hơn hai tốt, chưa kể hệ thống pháo mã lung linh rất là linh hoạt và cơ động. Hình này là hình tôi nghĩ rằng Vương Nhất sẽ rất khó thoát được. Trở lại với thực chiến thì may mắn đã lần thứ hai mỉm cười với ngoại tình Lai Khách khi mà kỳ thủ trẻ đã rút mã về thành để chuẩn bị mã 4 tấn 3.
và Vương Nhất đã có thời cơ để tấn xe lên trận địa, chuẩn bị ăn tốt và yểm trợ cho quân lực của mình, đè chặt cánh mã của đối phương, buộc lòng bên đen phải đi lướt cờ mã 4 tấn 3 và bên đỏ đã bình xe qua để nhòm pháo, hạn chế sự sát thương của quân pháo lộ 3 rất là nguy hiểm và rình rập từ xa của Quách Phục Đạt. Đến đây, Quách Phục Đạt không có sự lựa chọn hơn phải chạy pháo ra biên, và bên đen đã thừa cơ hội để binh 5 tấn 1 chuẩn bị tư thế binh 5 binh 6 để đuổi mã tranh tiêm. Và các bạn thấy rằng lúc này thì bên đỏ bắt đầu bình tốt lộ 3, áp sát vào cửu cung của bên đen để rình rập một chiến cơ nhất định. Bên đỏ đi lướt cờ đó xong, bên đen lập tức tượng 5 tấn 7 để cản chân mã không cho đối phương nhảy mã 3 tấn 4 tiến sát đến kinh thành, đồng thời là mở đường cho con mã của mình có thể phi lên được. Lúc này đây thì tình thế nguy nan vẫn đang thuộc về Vương Nhất, vẫn đang ở trong bối cảnh là ngàn cân treo sợi tóc, và Vương Nhất không cẩn thận là thua ngay. Kỳ thủ cầm quân đỏ bắt đầu nghĩ đến những phương án tác chiến mới, lập tức pháo 1 tấn 5 tấn pháo ăn đường biên để dọa lướt cờ phản trung pháo hoặc là đâm đáy, đều là hai hướng đánh rất tích cực dành cho tiểu tướng. Và kỳ thủ số 1 của Trung Hoa Kỳ Nghệ phải cố gắng thủ đến cùng bằng nước cờ, đó là mã 6 tấn 4 qua sông. Vương Nhất đang muốn lấy công bù thủ, chọn một phương án, một lý thuyết rất là hay, đó là tấn công là phương án phòng ngự tốt nhất. Anh ta muốn thông qua việc tấn công để có thể vây ngụy cứu Triệu và khiến cho trận lực ở trận đồ của bên đỏ phải lui về để có thể thủ trước những đường bay mã rất hiểm hóc của bên đen. Sau lướt cờ này thì bên đỏ quyết định lướt mã tới để hỗ trợ tấn công mã 3 tấn 5, nếu không chậm nhịp để đối phương đi lướt cờ đó là bình tốt vào thì bên đỏ sẽ rất khó có đường sang. Bên đen xe 7 bình 6 để có thể bắt tốt, tưởng là có thể tiễu trừ được con tốt kẹp cửu rất nguy hiểm của Hách Đạt, nhưng đây là một đường đi sai, một lướt cờ thiếu chính xác, phản ánh một tâm lý đã có phần bị dao động của mạnh tinh lai khách khi gặp một đối thủ rất là giằng dai và khó chịu. Dù rằng chỉ là một dự bị quân đoàn của đội tuyển Hàng Châu, nhưng Quách Phục Đạt đã chơi một giải đấu cá nhân hết sức là lỗ lực và đầy cảm xúc. Lúc này Quách Phục Đạt lại có cơ hội thắng lần thứ 3, tuy nhiên thì may mắn và lại thuộc về Vương Nhất khi kỳ thủ trẻ của đội tuyển Hàng Châu lại không nhìn ra một lướt cờ rất độc hiểm để có thể hạ cục được đối phương. Và anh ta đã đi lướt cờ mà khá là cẩn thận, đó là mã 5 tấn 3 để giữ tốt, nhưng có câu ngạn ngữ là già léo đứt dây, khiến cho bên đen đã có cơ hội quăng mã tới để phản công. Nếu như ở lướt cờ này, kỳ thủ trẻ Quách Đạt mà đi được lướt cờ đó là tốt 4 bình 5, xuyên tâm ăn sĩ thì có khi là bên đỏ đã là người thắng trước. Bởi vì lướt cờ này buộc lòng bên đen phải sĩ 6 tấn 5 và đối phương là sẽ lập tức đâm pháo chiếu ép cho bên đen phải lên tượng. Nếu mà về sĩ sẽ bị lướt cờ mã 5 tấn 6 chiếu là cũng rất nguy hiểm. Và sau đó bên đỏ sẽ có đường đảo xe 8 bình 2 dọa chiếu rút thì bên đen sẽ không có thời cơ mã 4 tấn 2 nữa. Như vậy trở lại với cả thực chiến, chỉ một tích tắc sai lầm, một sự gọi là ngừng lại trong chiến dịch tấn công và đã tạo thời cơ cho đối phương kịp chấn chỉnh và đã tung ra một đòn đánh vô cùng láo kiểm, khiến cho trận địa của bên đỏ đang công lại phải lui về để phòng ngự. Vương Nhất nhận biết được cơ hội đã tới, anh ta không bỏ lỡ ngay, lập tức đi lướt cờ mã 4 tấn 2. Đó là một đường bay mã mà có thể định được chiến trường trong ván cờ này, khiến cho trận địa của bên đỏ đã có chút sơ hở. Lướt cờ này đang dọa lướt cờ mã 2 tấn 3 chiếu cục, buộc lòng bên đỏ phải dâng sĩ lên để phòng ngự, và sau đó là những lướt cờ làm khó vô cùng của Vương Thiên Nhất bằng những thủ pháp đảo xe đảo mã cực kỳ là lợi hại. Sau thủ pháp này thì hai bên đã bước vào một hồi quyết chiến sinh tử, một mất một còn, sẽ không có câu chuyện hòa hoãn ở đây. Bên đỏ lúc này không thể thủ nữa, lập tức mã bộ 3 tấn 2 đang dọa những lướt cờ tấn công hung hiểm tiếp theo dành cho Vương Thiên Nhất. Vương Thiên Nhất quyết định đi lướt cờ mã 4 tấn 3 là một lướt cờ phòng thủ một cách vừa vặn kịp thời. Đây là một đòn thủ rất dẻo dai và tinh tường của Vương Nhất, nhận được một cái sát khí đang đăng đăng của kỳ thủ trẻ. Nếu như Vương Nhất mà không đi lướt cờ mã 4 tấn 2 mà lại đi lướt cờ quá cẩn thận, đó là tượng 7 tấn 5 thì lập tức sẽ dính đòn của bên đối thủ bằng chiếu thức xuyên tâm. Tốt 4 bình 5 buộc phải ăn xi lên, sau đó là lướt cờ đâm pháo chiếu buộc phải về sĩ, và sau đó là thủ pháp cuối cùng xe 8 bình 4 cắt qua để chuẩn bị ăn sĩ hạ sát kỳ thủ Vương Thiên Nhất. Như vậy các bạn thấy rằng là Vương Thiên Nhất không những là một kỳ thủ rất mạnh về đường công mà anh ta đường thủ cũng rất là dẻo, cho nên là cái kỹ năng của Vương Nhất là một kỹ năng toàn diện và công như thác đổ, thủ vững như sơn.
Trở lại với chiến trường thì Vương Nhất không cho đối phương tận dụng được cơ hội để có thể đột kích và đánh sát, ám sát bên mình. Anh ta đã đi lớp cờ mã 4 thoái tấn 3 để cởi bỏ cái khả năng công kích của bên đối thủ. Đến đây thì bên đỏ đã bắt đầu khó khăn vô cùng rồi. Kỳ thủ trẻ quyết định bình xe để áp mã, hy vọng là có thể đẩy lui cái đợt phản công của bên đen. Bên đen lập tức giật chiếu, sau đó có thủ pháp giật xe về để thủ. Bên đỏ bình phá vào chiếu, bên đen tướng 5 bình 4. Như vậy là các bạn thấy rằng càng về cuối thì đẳng cấp của hai bên đã được thể hiện rất rõ. Vương Nhất thì lâm nguy bất loạn, vẫn trấn thủ một cách rất đàng hoàng và có thể đỡ được rất nhiều những đợt phong ba sóng gió. Còn kỳ thủ trẻ thì có phần càng ngày càng lôn lóng và vội vã hơn, đã bỏ lỡ đến 3 cơ hội để có thể dứt điểm cuộc chơi ở đây. Và đường đao của bên đỏ là Quách Hùng Đạt đã bắt đầu trở nên rối loạn hơn so với cả những giai đoạn ban đầu khá là tự tin và chính xác. Sau thủ pháp chiếu tướng rất vội vã của bên đỏ thì bên đen đã có thời cơ để đào thoát. 7 quân lực của bên đỏ đánh vào đường lưng và tướng ra lộ 4 nó còn có tác dụng là yểm trợ cho xe má hợp công, khiến cho trận địa của bên đỏ bắt đầu lung lay một cách dữ dội. Bên đỏ cố gắng chiếu tướng để phản đòn nhưng lại bị đối phương lợi dụng bình xe qua lộ 8 để bắt mã và tìm đường đánh ngược lại đối phương. Hình cờ này là hình cờ bên đỏ lại bị trạng thái mới, và lúc này bên đỏ buộc phải giật pháo về thủ trước lớp cờ đâm xe chiếu của đối phương, thì Vương Nhất đã có cơ hội để có thể ăn được mã tốt của bên Quách Hùng Đạt, đã tạo điều kiện để cho mình có một thế trận rất là khả quan ở phần cờ tàn. Nếu hòa, Vương Nhất cũng đã bước vào vòng 2, bởi theo luật định bên đỏ chấp hòa bên đen được trong ván cờ chấp sinh tử này. Đến đây thì cơ hội dành cho Quách Đạt đã gần như đã tiêu tan khi mà anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời cơ trong một cuộc chiến sinh tử đỉnh cao với cả Vương Tiến Nhất. Và sau đó anh ta cố gắng đi nước cờ gọi là hờ hững để hy vọng một mong manh, đó là binh 1 tấn 1, nhưng đó là bước cờ hoàn toàn vô vọng khi Vương Nhất lắm được chiến cơ, lập tức hạ xe xuống đáy, xe 6 tấn 8 chém sĩ ngay, bẻ gãy lốt phòng tuyến cuối cùng của bên đối phương. Quách Hùng Đạt cố gắng đến cùng bình xe bắt mã nhưng lại dính vào trận địa mai phục của Vương Nhất. Vương Nhất lập tức đi lướt cờ, xe 6 bình 4 đã an bài được cục diện của ván cờ. Đến đây thì chắc chắn là bên đỏ sẽ phải bị bất pháo và hai bên có thể sẽ dẫn đến trạng thái là đấu tàn. Nhưng do bên đỏ đã vỡ ít sĩ, bên đen hai tốt chuẩn bị tràn tới, bên đỏ không cách nào có thể chống cự được. Quách Hùng Đạt lại còn trong trạng thái phải chấp hòa cho được, cho nên buộc lòng phải ngậm ngùi ký giấy nhận thua, bỏ đi một cơ hội rất là quý giá, ngàn năm có một để có thể hạ sát được ngoại tình lai khách. Như vậy là Vương Nhất đã có một trận chiến phải nói là rất đáng nhớ và khó phai trong ký ức của mình, với một cuộc đại chiến 3 ván cờ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, vô cùng là đường trường và mệt mỏi với tiểu tướng, người đồng đội trong đội tuyển Hàng Châu, đó là tượng kỳ đại sư Quách Hùng Đạt. Và Quách Đạt cũng đã chứng tỏ được rằng sân chơi cá nhân Trung Quốc chưa bao giờ là dễ dàng cho bất kỳ một ai. Đây là nơi ngoạ hổ tàng long với rất nhiều những kỳ nhân dị sĩ và vô cùng những đao kiếm bủa vây. Và ván cờ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự yêu mến, quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.